Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin giải trí và sau đây là tin Miu cuộc sống hiện tại của tôi rất hạnh phúc. Năm 2014 sau khi hoàn thành bộ phim Con trai con gái, Mizu tuyên bố ngừng đóng phim và tạm xa showbiz để tập trung vào công việc kinh doanh. Thời gian sau, cô công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai thiếu gia Phan Thành. Tuy nhiên, năm 2015, người yêu của Miu bị tố bắt cá hai tay khiến cho người đẹp sinh năm 1989 quyết định dứt tình nhưng miyu không muốn đào sâu vào đề tư sau khi tuyên bố đã từ hôn cô tập trung vào công việc và quyết định đóng phim trở lại Nữ diễn viên tốc rối vừa nhận lời vào vai nữ chính trong bộ phim 4 năm hai chàng một tình yêu của đạo diễn trẻ luis Phân. trong phim cô đóng cặp với harry lu và anh tú miyu từng tuyên bố ngừng đóng phim lý do chỉ quay trở lại với dự án điện ảnh mới vào đúng thời điểm nhạy cảm này Mọi người đều có những giai đoạn khác nhau. Trước đây tôi có nhiều vấn đề cần phải lo, đặc biệt là học hành nên không thể đóng nhiều phim. Giờ đây tôi đã tốt nghiệp, công việc kinh doanh cũng ổn định, mọi thứ đều vào nguồn nên tôi có thời gian tham gia và chủ động hơn với nghệ thuật thứ bảy. Thời gian qua hẳn, Miu đã nhận khá nhiều lời mời. Vì sao chị liều định chọn bộ phim mới của ekip mới toanh? Tôi ấn tượng với vở kịch và được làm việc với một ekip khá trẻ nên nhận lời tham gia. Lâu rồi tôi chưa nhận vai diễn dễ thương như thế này. Trong phim này tôi được trở về thời cấp 3, mặc dù nội dung khá đơn giản, nhưng nó có sự mộc mạc và điều đó cuốn hút tôi. Tôi nghĩ phim Ngôn Tình sẽ đánh trúng tâm lý các bạn trẻ hiện nay. Bản thân tôi khi đọc kịch bản cũng bị lôi cuốn về chuyện tình trục trặc của cô nữ sinh với hai bạn nam. Du từng đóng khá nhiều phim điện ảnh nhưng vẫn chưa được mọi người đánh giá cao, chỉ nói gì về điều này. Tôi không e ngại trước nhận định, đánh giá của dư luận về năng lực, diễn xuất của tôi. Mỗi người có một thế mạnh riêng, có người thành công với vai diễn hài hoặc bi, khán giả nhớ đến tôi với hình tượng trong sáng. Các đạo diễn cũng nhắm tôi đến các nhân vật nhẹ nhàng, điều đó không phải tôi nên vui sao khi mọi người vẫn nhớ đến mình. Nhưng tôi sẽ phát triển thêm từ hình tượng đã bị mặc định vì nó phù hợp với bản thân và tôi sẽ cố gắng làm tốt, có thể trích nhân vật này. Nếu mọi người để ý sẽ thấy nhân vật chính thường có hình tượng chung, thậm chí có nhiều tuyến chính còn nhạt hơn diễn viên phù, nhưng nếu tôi làm tốt, tôi nghĩ mình cũng có thể để lại ấn tượng với công chúng yêu điện ảnh. Nhưng suốt thời gian Minh Du vắng bóng, thị trường điện ảnh đã có những thay đổi mạnh mẽ, điều này cũng sẽ tạo áp lực cạnh tranh giữa các diễn viên, chỉ có là ngại về sự biến động. Tôi không quan tâm đến điều đó, quan trọng khán giả vẫn còn nhớ đến mình, nhiều kịch bản hay vẫn gửi đến tôi điều đặn, các đạo diễn tin tưởng vào tôi, những điều đó động viên tôi trở lại với nghề. Ngoài ra, tôi không bận tâm nhiều đến điều khác. Mọi người thường bảo tôi bị đóng khung, nhưng thật ra tôi lại thấy may mắn Nhân vật nữ chính của tôi nhẹ nhàng, nhưng có độ sâu tâm lý, dù không phải gồng mình để lột tả điều đó. Thời gian qua, có khá nhiều kịch bản gửi đến với tôi chọn cái phù hợp với mình. Dường như chị thận trọng với từng bước đi và khá dài dặt trong việc thay đổi. Tôi đợi kịch bản hay bởi những thay đổi nếu không phù hợp với chính mình sẽ không tốt. Tôi không dài dặt vì tôi vẫn làm những điều mình thích và không e ngại những việc nặng nhọc. Nhưng tôi biết thế mạnh nằm ở đâu. Có người thích sự thanh lịch và ngược lại, người khác theo đuổi phong cách sexy. Nếu một cô gái thanh lịch theo đuổi hình tượng sexy sẽ không ra, ngược lại cô gái sexy cố gắng gồng mình cho thanh lịch cũng không tốt. Nếu có cơ hội thay đổi tôi sẽ nắm bắt, nhưng dĩ nhiên không quá đột ngột, tôi nghĩ cần có thời gian để khán giả làm quen với điều đó và bản thân cũng dễ chấp nhận khi hướng đến hình ảnh mới. Cảm giác của chị thế nào khi trở lại phim trường? Tôi như gặp lại người bạn lâu năm, vừa lạ vừa quen, nhưng lần này tôi thấy thú vị và gần gũi vì gia nhập với ekip trẻ từ đạo diễn đến diễn viên. Miyu từng hợp tác với nhiều đạo diễn tên tuổi, lần này làm việc với đạo diễn trẻ, chị thấy thế nào? Không phải đạo diễn trẻ nào cũng thiếu sự chuyên nghiệp. Những năm gần đây, các gương mặt trẻ nổi lên và gia nhập vào sân chơi điện ảnh khá nhiều. Tôi từng xem vài phim của những đạo diễn trẻ và nhận thấy tâm huyết cũng như sự đầu tư của họ dành cho đứa con tinh thần. Họ trẻ và nhiệt huyết, tại sao tôi không tin tưởng vào họ khi mọi thứ đang phát triển rất tốt. Ở cương vị diễn viên, tôi quan tâm nhiều đến kịch bản và vai diễn, còn ekip mình phải đặt niềm tin vào họ. Dư luận khá thò mò về cuộc sống và hiện tại của Miyu sau khi chia tay bạn trai. Tôi vẫn song song giữa việc kinh doanh và đóng phim. Công ty thời trang của tôi đã hoạt động ổn định và mang lại nguồn thu nhập kinh tế cho tôi. Nhờ đó tôi tìm thấy niềm vui trong công việc và thoải mái để làm những điều khác nữa. Cuộc sống hiện tại của tôi rất happy. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Các bạn ơi, hãy nhớ bấm đăng ký trên kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ qua những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Cấp 3. Mặc dù nội dung khá đơn giản, nhưng nó có sự mộc mạc và điều đó cuốn hút tôi. Tôi nghĩ phim Ngôn Tình sẽ đến trúng tâm lý các bạn trẻ hiện nay. Bản thân tôi khi đọc kịch bản cũng bị lôi cuốn về chuyện tình trục trặc của cô nữ sinh với hai bạn nam. Du từng đóng khá nhiều phim điện ảnh nhưng vẫn chưa được mọi người đánh giá cao. Chị nói gì về điều này? tôi không e ngại trước nhận định đánh giá của dư luận về năng lực diễn xuất của tôi mỗi người có một thế mạnh riêng có người thành công với vai diễn hài hoặc bi khán giả nhớ đến tôi với hình tượng trong sáng các đạo diễn cũng nhắm tôi đến các nhân vật nhẹ nhàng điều đó không phải tôi nên vui sao khi mọi người vẫn nhớ đến mình nhưng tôi sẽ phát triển thêm từ hình tượng đã bị mặc định vì nó phù hợp với bản thân và tôi sẽ cố gắng làm tốt có thể tuyết nhân vật này nếu mọi người để ý sẽ thấy nhân vật chính thường có hình tượng chung thậm chí có nhiều tuyến chính còn nhạt hơn diễn viên phù, nhưng nếu tôi làm tốt, tôi nghĩ mình cũng có thể để lại ấn tượng với công chúng yêu điện ảnh. Nhưng suốt thời gian Mi Dư vắng bóng, thị trường điện ảnh đã có những thay đổi mạnh mẽ. Điều này cũng sẽ tạo áp lực cạnh tranh giữa các diễn viên, chỉ có là ngại về sự biến động. Tôi không quan tâm đến điều đó, quan trọng khán giả vẫn còn nhớ đến mình. Nhiều kịch bản hay vẫn gửi đến tôi điều đặn, các đạo diễn tin tưởng vào tôi, những điều đó động viên tôi trở lại với nghề. Ngoài ra, tôi không bận tâm nhiều đến điều khác. Mọi người thường bảo tôi bị đóng khung, nhưng thực ra tôi lại thấy may mắn nhân vật nữ chính của tôi nhẹ nhàng nhưng có độ sâu tâm lý dù không phải gồng mình để lột tả điều đó thời gian qua có khá nhiều kịch bản gửi đến với tôi chọn cái phù hợp với mình dường như chị thận trọng với từng bước đi và khá dè dặt trong việc thay đổi tôi đợi kịch bản hay bởi những thay đổi nếu không phù hợp với chính mình sẽ không tốt tôi không dè dặt vì tôi vẫn làm những điều mình thích và không e ngại những việc nặng nhọc nhưng tôi biết thế mạnh nằm ở đâu có người thích sự thanh lịch và ngược lại Người khác theo đuổi phong cách series. Nếu một cô gái thanh lịch theo đuổi hình tượng seri sẽ không ra, ngược lại cô gái seri cố gắng gồng mình cho thanh lịch cũng không tốt. Nếu có cơ hội thay đổi tôi sẽ nắm bắt, nhưng dĩ nhiên không quá đột ngột, tôi nghĩ cần có thời gian để khán giả làm quen với điều đó và bản thân cũng dễ chấp nhận khi hướng đến hình ảnh mới. Cảm giác của chị thế nào khi trở lại phim trường? Tôi như gặp lại người bạn lâu năm, vừa lạ vừa quen, nhưng lần này tôi thấy thú vị và gần gũi vì gia nhập với em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin giải trí và sau đây là tin Miyu cuộc sống hiện tại của tôi rất hạnh phúc. Năm 2014 sau khi hoàn thành bộ phim Con trai con gái, Miyu tuyên bố ngừng đóng phim và tạm xa showbiz để tập trung vào công việc kinh doanh. Thời gian sau, cô công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai thiếu gia Phan Thành. Tuy nhiên, năm 2015, người yêu của Miu bị tố bắt cá hai tay, khiến cho người đẹp sinh năm 1989 quyết định dứt tình. Nhưng Du không muốn đào sâu vào đề tư. Sau khi tuyên bố đã từ hôn, cô tập trung vào công việc và quyết định đóng phim trở lại. Nữ diễn viên tốc rối vừa nhận lời vào vai nữ chính trong bộ phim 4 năm, hai chàng. Một tình yêu của đạo diễn trẻ Luis Phân. Trong phim, cô đóng cặp với Harry và anh Tú. Miyu từng tuyên bố ngừng đóng phim, lý do chị quay trở lại với dự án điện ảnh mới vào đúng thời điểm nhạy cảm này. Mỗi người đều có những giai đoạn khác nhau. Trước đây tôi có nhiều vấn đề cần phải lo, đặc biệt là học hành nên không thể đóng nhiều phim. Giờ đây tôi đã tốt nghiệp, công việc kinh doanh cũng ổn định, mọi thứ đều vào nguồn nên tôi có thời gian tham gia và chủ động hơn với nghệ thuật thứ bảy. Thời gian qua hẳn Miyu đã nhận khá nhiều lời mời. Vì sao chị liệu định chọn bộ phim mới của ekip mới toanh. Tôi ấn tượng với vở kịch và được làm việc với một ekip khá trẻ nên nhận lời tham gia. Lâu rồi tôi chưa nhận vai diễn dễ thương như thế này. Trong phim này tôi được trở về thời